Dạ, đi cái này mới thấy được là có rất nhiều người săn bắt hàng chục chiếc thuyền, nhưng mà chỉ có chiếc thuyền này á là đi giải cứu thôi. Đó, nhờ quý vị Bồ Tát ủng hộ thì Tuy-un mới làm được cái hành động này. Dạ, hôm nay những cái con vật mà bị bắt ở trong chiếc thuyền này á sẽ thật sự rất là may mắn, còn những cái thuyền khác người ta bắt là sẽ chết hết luôn á. Nơi nào có honey nơi đó có động vật được giải cứu hả honey?